Dạ mến chào cô chú bác anh chị đến với video mới nhất của kênh LTK Bonsai. Thì chào mừng quý cô chú anh chị mình trở lại với nhà vườn của em Hoàng Chiến. Địa chỉ quen thuộc ở xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Để quay một clip mới gửi đến quý cô chú anh chị mình giao lưu một số cây kiểng ha. Đó thì không để quý cô chú anh chị mình chờ lâu nha. Vào gặp em Hoàng Chiến để biết những mặt hàng hôm nay em giao lưu ha. Thì số điện thoại liên lạc có ghi trên tiêu đề, quý cô chú anh chị gọi điện trực tiếp để được chốt hàng sớm nhất nha. Rồi chào em Chiến. Dạ em chào anh. Dạ con chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Vậy hôm nay cũng là ngày khai trương đầu xuân của em ha. Hôm nay em về được cái lô phôi me, Sam Hương với trang đỏ, trang vàng ha cô chú anh chị, hàng đặc tàn ha. Hôm nay đầu xuân thì em cũng khai trương. Kính chúc quý bà con cô bác anh chị mình có một năm mới an khang thịnh vượng ha. Làm ăn phát tài hả cô chú anh chị. Rồi thì số điện thoại giao lưu của nhà vườn em là 0933 291 442. Số đó cũng là số Zalo của em luôn. Thì hôm nay cũng là khai trương thì bên nhà vườn của em cũng có khuyến mãi cho cô chú anh chị mình luôn ha. Thì bất kỳ một cái đơn hàng nào hôm nay cô chú anh chị mình chốt ở bên em thì em sẽ tặng một bịch thuốc kích rễ của Mỹ ha cô chú anh chị. Cái dòng này thì em xài cho cái mấy cái cây bên em thì nó rất là tốt. Nó là siêu thằng dược ha, ra rễ rất là mạnh. Thì cái bịch thuốc này em có hướng dẫn cho cô chú anh chị mình xài ha, là về mình pha đúng liều lượng ở trên cái gói này. Rồi mình mỗi cái cây về là mình tưới cho nó ngập luôn. Rồi mình ngâm khoảng 2-3 ngày, 5 đến 6 ngày mình tưới một lần thì rễ nó ra rất là mạnh ha, cây nó mau hồi. Cái này là nó chống là vàng lá giật đọt này kia tất rất là nhiều ha cô chú anh chị. Rồi thì đầu tiên em xin vào mã số 1 là một cây ke me ha, me này me chua nha cô chú anh chị. Đó. Dáng rất đẹp luôn. Rồi em đo tổng chiều cao của cây ha. Rồi cây này cây 83 cô chú anh chị. Rồi hoành cũ của cây đây là 33. Hoành cổ là 19 ha cô chú anh chị. Cây dáng rất là đẹp ha. Rồi mã số 1 em xin giao lưu là 450.000. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi xuống cây ha. Ruby ra con. Tiếp tục là mã số 2 ha cô chú anh chị. Rồi. Rồi cao là 37 ha. Hoành cũ ở đây là 38 cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 2 này cũng 450.000 luôn. Em bao ship tặng nhà luôn ha cô chú anh chị. Rồi, rồi. Rồi. Rồi tiếp tục là mã số 3, cây này 2 thân nha cô chú anh chị. Dình luôn. Cây này 2 thân ha. Rồi. Rồi cao là 66 cô chú anh chị ơi. Rồi hoành cũ là 33 34 ha. Rồi hoành thân đây 19 luôn. Cây này dáng rất là đẹp ha cô chú anh chị. Rồi mã số 3 cũng 450.000 luôn. Em bao ship tặng nhà luôn ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 4. Rồi cao là 50. Hoành cũ 38 ha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây 20 luôn. Rồi mã số 4 450.000 luôn ha. Em bao ship tặng nhà luôn cô chú anh chị ơi. Rồi lõi cây luôn. Rồi mã số 5 ha. Cây này dán 3 dán đổ ha cô chú anh chị. Rồi chiều đổ là 43. Cũ ở đây là 37 ha cô chú anh chị. Rồi mã số 5 cũng 450.000 luôn. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi tiếp tục mã số 6. Rồi chiều cao là 43. Tổng hoành cũ là 39. Rồi mã số 6 này cũng giá là 400.000. Em bao ship tặng nhà luôn ha cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Dạ. Giá là em bao sóng bao ship cho cô chú anh chị mình hết trơn ha. Cô chú anh chị mình cứ thanh toán đúng số tiền là nhận cây nha cô chú anh chị. Rồi số điện thoại em nhắc lại ha, số điện thoại giao lưu của nhà vườn em là 0933 291 442. Số đó cũng là số Zalo của em luôn. Rồi cái này tổng chiều cao là 43. Có đơn là có quà tặng ha. Dạ đúng rồi, một đơn là cũng có quà tặng ha cô chú anh chị. Rồi hoành cũ ở đây là 40 ha cô chú anh chị. Rồi mã số 7 400k luôn, em bao ship tặng nhà luôn ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 8. Cây này dáng rất đẹp ha, hàng 3 co luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cao của cây là 64. Hoành cũ ở đây là 40 ha, gần 41, em tính 40 cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi em đo hạo cái thân đây ha. Thân ở đây là 18 ha, gần 19 em tính 18 luôn. Rồi mã số 8 cũng 400k luôn, em bao ship tặng nhà luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 9. Cây này hai thân rất là đẹp ha. Rồi tổng chiều cao của cây là 60. Rồi tổng hoành cũ ở đây là 36 ha cô chú anh chị. Cũ rất là nở ha, rất là lớn luôn. Rồi mã số 9 450.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi tới Sam Hương ha nè. Rồi tiếp tục là mã số 10. Tổng chiều cao là 47. Tổng hoành em đo ở đây là 30 ha cô chú anh chị. Rồi mã số 10 450.000 luôn, em bao ship tặng nhà luôn ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 11. Là một cây Sam Hương ha. Cây này đế em sửa được 2 nước rồi ha cô chú anh chị. Rồi tổng chiều cao lúc cây là 70. Rồi tổng cũ ở đây là 48 ha cô chú anh chị. Rồi mã số 11 450.000 luôn, em bao ship tặng nhà luôn. Cây rất là duyên ha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục là mã số 12. Bây giờ cây này hăng nó rất là quái ha. Rồi dính thôi. Rồi tổng chiều cao là 56. Rồi tổng hoành cũ ở đây là 45 ha cô chú anh chị. Cũ rất là nở ha, gặt lắm. Hai cái tay ôm là không giáp ha cô chú anh chị. Rồi mã số 12 cũng 450.000 luôn, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi tiếp tục là mã số 13. Chiều cao là 50. Tổng hoành cũ là 46 ha. Rồi em đo hạo cái hoành thân ở đây cho cô chú anh chị mình xem ha. Hoành thân ở đây 18 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 13 cũng 450.000 luôn, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi. Tiếp tục mã số 14. Rồi tiếp tục mã số 14. Cây này hai thân ha, rất duyên ha cô chú anh chị. Rồi được rồi. Rồi. Tổng chiều bay ở đây là 66. Hoành cũ ở đây là 45. Rồi hoành thân cây ở đây là 16 ha cô chú anh chị. Đem quay vòng cho cô chú anh chị em coi ha. Hai thân nó bay ra rất là đẹp ha. Bánh cành gớt hai chi nha cô chú anh chị. Rồi mã số 14 450.000 luôn, em bao ship tặng nhà luôn. Này 18 coi cái 15 bên đây hay gì 15. Rồi tiếp tục là mã số 15 ha. Cây này cái dáng rất là đẹp nha cô chú anh chị, trang đỏ trước á. Rồi tổng chiều cao là 70. Hoành cũ ở đây là 45. Hoành thân cây là 20 ha cô chú anh chị. Cây này rất là đẹp ha. Rồi mã số 15 450.000 luôn. Rồi tiếp tục là mã số 16. Tổng chiều cao là 60, tổng hoành cũ là 51, gần 52 em tính 51 trừ hao ha. Rồi mã số 16 cũng 450.000 luôn. Cái này em đo hạo hoành thang cho cô chú anh chị mình xem ha, hoành 16 nha cô chú anh chị. Đó. Rồi xuống cây luôn. Cây bên em làm bao sóng bao ship cho cô chú anh chị mình trong vòng 30 ngày ha. Kể từ khi nhận cây có vấn đề thì cô chú anh chị mình cứ alo trực tiếp về bên nhà vườn em ha cô chú anh chị. Em giải quyết cho cô chú anh chị mình 100% ha. Rồi tiếp tục là mã số 17. Dạ tổng chiều cao là 50, tổng hoành cũ là 43. Rồi hoành thăng ở đây là 17 luôn. Rồi mã số 17 400.000 em bao ship tặng nhà luôn ha cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 18. Cây này nó được cái cũ rất là đặc ha, cô chú anh chị mình yên tâm gì chơi ha. Rồi chiều cao là 63, tổng hoành cũ ở đây là 40 ha cô chú anh chị. Cây này rất lớn nha. Hoành thăng ở đây là 22 ha. Rồi mã số 18 400.000 luôn. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 19. Rồi tổng chiều cao là 55, tổng cũ ở đây là 48 ha cô chú anh chị. Quạnh đây gần 18 em tính 17 thôi. Rồi mã số 19 450.000 luôn. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Cái cũ này nó rất là đặc ha. Hai tay em ôm không giáp luôn cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 20. Tổng chiều cao là 60, tổng hoành cũ là 40, hoành ở đây là 19 ha. Rồi mã số 20 400.000 luôn. Em bao ship tặng nhà luôn cô chú anh chị ơi. Rồi xuống cây luôn. Trang đỏ ngoài đây nè, trang đỏ ngoài đây nè, cây 21 nè. Rồi. Rồi tiếp tục là trang đỏ lá nhỏ ha. Cây này chưa lên bông hay gì cô chú anh chị mình vô chậu giúp em ha. Cây lên bông rất đẹp, tàn em bao tàn ha, tàn rất là dày luôn cô chú anh chị ha. Rồi tổng chiều cao của cây này là 1m50, tổng tán ngang là 90. Cây này hốc hàng 3 sen ha cô chú anh chị. Rồi quạnh đây 16 luôn cô chú anh chị ơi. Nó tàn rất là dày đặc ha. Tàn là cô chú anh chị mình về yên tâm, tàn là đâm kê rất là dày rồi. Rồi mã số 21 550.000 luôn. Em bao ship tặng nhà ha. Cây rất là xanh mướt, xuống cây luôn nè. Đúng rồi anh, bất cứ đơn hàng nào bên em hôm nay đều có quà tặng, từ trang tới phôi luôn ha. Rồi tiếp tục là mã số 22, cũng là đỏ lá nhỏ luôn ha cô chú anh chị. Rồi. Rồi được rồi, được rồi. Trong quá trình bứng thì cái bầu nó hơi nghiêng. Nó cô mấy. Chiều cao của cây là 1m50. Tổng tán ngang của cây là 1m. Hót thang của cây là khoảng 3 sen ha. Hàng này một cốt nhưng mà nó hót thang hơi lùn, nó nguyên một cụm ha cô chú anh chị. Rồi, hoành ở đây là 23 ha, gần 24 tính 23 thôi. Ở đây là em bao hàng một cốt cho cô chú anh chị em luôn, tại cây này nó lúc nhỏ dọn chân nó hơi thấp xíu. Rồi mã số. Dạ đúng rồi, cây này vẫn còn khai thác được ha. Rồi mã 22 này 550.000 luôn, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi. Đúng cây luôn. Những cây trang như vậy là khi nào mà cô chú anh chị mình nhận hàng á thì mình để trong mát giúp em ha. Cây mình đem mình để trong mát. Thuốc em tặng hay cô chú anh chị mình tưới trực tiếp lên trên rễ giúp em ha. Nếu mà còn dư á, thì cô chú anh chị mình xịt lên trên lá giúp dưỡng cây chứ nó không có gì hết. Khoảng 5 đến 10 hôm cho cây nó ổn định rễ, bắt đầu mình đem ra mình xả nắng ha. rồi bông với đọt nó sẽ đi chuyền, là lúc đó mình chơi thoải mái nha cô chú anh chị. Tại vì cây nó mới bứng gì, nhằm khi cô chú anh chị mình trồng á, để ngoài nắng cây nó rất là si. Rồi tổng chiều cao của cây là 1m50, tổng tán ngang là 95, khó khăn ở đây là 5 sen ha. Số đo trên clip là em đã có trừ hao hết cho cô chú anh chị mình rồi, vì cô chú anh chị mình đo lại giúp em ha. Số đo là em bao số đo không có thiếu đâu. Rồi quạnh đây 14 luôn ha cô chú anh chị. Rồi mã số 23 550.000, em bao ship tặng nhà luôn cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 24, cũng là đỏ lá nhỏ luôn ha. Nguyên cái lô đỏ hôm nay là em bao tàn cho cô chú anh chị mình chơi, tàn nó rất là cứng luôn. Rồi tổng chiều cao của cây là 1m50, tổng tán ngang của cây là 80, khó khăn là 6 sen. Quạnh đây 15 ha cô chú anh chị. Rồi mã 24 này cũng 550.000 luôn, em ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. À, tàn thì em cô chú anh chị mình xem cái độ tàn nó rất cứng ha, em lắc như vậy mà nó không có sao hết ha, nó rất là cứng tàn luôn. Đó. Rồi mã số 24 550.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 25. À. Cây này là cây đỏ lá nhỏ mà cái vàng lá của nó ra đó lở ha cô chú anh chị. Cái lá nó rất là khác nhưng cái đỏ lá nhỏ bình thường của mình ha. Cái lá nó hơi chung chung, nó bự một xíu. Cái bông nó cũng bự hơn luôn. Nè cái nhị bông đó là cô chú anh chị mình thấy cái nhị bông đó là nó sẽ bự hơn cái đỏ lá nhỏ hường của mình này ha. Cái vàng từ cái lá tới cái bông nó sẽ bự hơn. Rồi tổng chiều cao của cây là 1m45. Tổng tán ngang là 90, chiều cao 1m45, tổng tán ngang là 90, khó khăn là 4 sen ha. Rồi hoành thang ở đây là 13, gần 14 em tính 13 luôn. Rồi mã 25 này cũng 550.000 luôn, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đó, xuống cây luôn. Một vườn trồng số lượng rất là nhiều thì nó lọt sọt được. Dạ. Một vườn nó trồng số lượng rất là nhiều thì nó được lọt sọt được 1-2 cặp thôi nha cô chú anh chị, chứ không có nhiều. Đó, cái đây nguyên một vườn em mua là chỉ có được có 1 cặp này, là lá nó lớn nè. Cái bông nó rất là bự luôn. Cái nhị bông đó là nó thấy nó khác liền. Dạ tổng chiều cao của cây là 1m35. Tổng tán ngang là 90, chiều cao 1m35, tổng tán ngang là 90. Khó khăn là 3 sen. Quạnh đây em báo cô chú anh chị mình 14 ha. Cây này một cốt nha. Rồi mã số 26 cũng 550.000 luôn, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 27. Rồi mã số 27 nghiêng. Sao hay nghiêng chứ đó. Ấy da. Dịnh cái gì vậy? Rồi vậy đi. Rồi tiếp tục là mã số 27 ha cô chú anh chị. Rồi tổng chiều cao của cây là 1m35. Tổng tán ngang là 85. Khó khăn là 10 sen ha cô chú anh chị. Rồi hoành đây 14 luôn cô chú anh chị ơi. Dạ mã số 27 này cũng 550.000 luôn, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi tiếp tục xuống cây xuống. Rồi tiếp tục là mã số 28. Rồi bữa nay bất cứ một cái đơn hàng cô chú anh chị mình chốt bên nhà vườn em đều có quà tặng cho cô chú anh chị mình gì luôn ha. Một cây cũng có tặng nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 28, tổng chiều cao là 1m50. Tổng tán ngang là 85, chiều cao 1m50, tổng tán ngang là 85, khó khăn là 4 sen. Rồi hoành ở đây là 14 ha cô chú anh chị. Rồi mã 28 500.000 luôn, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi xuống cây luôn đây. Tiếp tục là mã số 29. Dạ, tổng chiều cao của cây này là 1m35, tổng tán ngang là 75, khó khăn là 3 sen hay cô chú anh chị. Rồi hoành ở đây là 15 luôn. Rồi mã số 29, 500k luôn, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi xuống cây luôn. Ở ngoài đây nè, có hai cây ngoài bìa đó là nó đó. Tiếp tục là mã số 30 ha cô chú anh chị. 30. Rồi tổng chiều cao của cây là 1m35. Tổng tán ngang là 1m1 ha cô chú anh chị. Dạ, cái này màu vàng, hót thăng là 13. Rồi hoành đây là 13 luôn ha cô chú anh chị. Rồi mã số 30, 550.000, em bao ship tặng nhà luôn cô chú anh chị. Có 31 không, có lên đại 32 đi, xuống đi. Rồi cái mã 31 thì nó không có ha cô chú anh chị, nó nhảy số ha. Thì em lên mã 32. Rồi tiếp tục là mã số 32, cũng là vàng lá nhỏ luôn ha cô chú anh chị. Rồi tổng chiều cao là 1m40, tổng tán ngang là 1m05, khó khăn ở đây là 16 ha cô chú anh chị. Cây này nó rất là già rồi, nó nu hăng lên hết rồi cô chú anh chị. Rồi hoành ở đây là 16 ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 32, 550.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 33. Rồi tiếp tục là mã số 33 ha các chú anh chị. Rồi tổng chiều cao là 1m35, tổng tán ngang là 1m, chiều cao 1m35, tổng tán ngang là 1m ha. Khó khăn ở đây là 16 sen ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi hoành ở đây là 14 ha, gần 15, em tính 14 trừ hao cho cô chú anh chị mình luôn. Cái cây 30 nó lên lại 31 đi. Rồi mã số 33 này là 550.000, em bao ship tặng nhà luôn ha cô chú anh chị. Rồi xuống luôn. Không có mã 30 hả? 31 hả? Chắc ghi nhảy rồi. Rồi tiếp tục là mã số 34. Cái này cũng vàng lá nhỏ ha. Em bứng cái bầu đất nó hơi nghiêng, chứ mấy cái này thì cái bầu nó rất là bự rồi cô chú anh chị mình gì yên tâm ha. Dạ, tổng chiều cao của cây là 1m45, tổng tán ngang là 1m1 ha. Chiều cao 1m45, tổng tán ngang là 1m1, hót thăng là 13. Đi 35 lộn rồi đó. Ghi 35 nó ghi lại 31 đi. Ghi lại cây số 31 đi. Rồi quạnh đây là 14 ha các chú anh chị. Rồi mã 34 này là 500.000 luôn, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi xuống cây luôn. Cái này 35 phải không? Cái này là mã số 31 nha cô chú anh chị. Tại em ghi nó hơi nhảy ha cô chú anh chị mình nhớ dùm em ha, để chốt mà bị lộn cái mã. Rồi. Dạ, tổng chiều cao là 1m35, Tổng tới ngang là 1 mét, hớt thăng là 20 ha cô chú anh chị. Rồi hoành ở đây là 15 luôn. Đó. Rồi mã số 31 này là 500k, em bao ship tặng nhà luôn. Để cây này riêng ra đi để hộm ghi lại. Dạ. Rồi tiếp tục là mã số 35. Cái này là 35 nha cô chú anh chị. Hồi nãy tại nó nhảy cái số, để chính giữa cái bàn nè, để sao xích xích rồi sao hả? Rồi tiếp tục là mã số 35 ha các chú anh chị. Cây này con cung trang vàng lá nhỏ tàn tròn ha. Tàn nó rất là lớn luôn. Rồi tổng chiều cao là 1m2. Tổng tán ngang cũng 1m2 luôn các chú anh chị ơi. Hót thăng là 15, chiều cao 1m2, tổng tán ngang là 1m2, hót thăng là 15. Hoành ở đây là 19 ha, gần 20 em tính 19 luôn. Rồi mã số 35 này là 550.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 36. Rồi mã số 36 này cũng vàng lá nhỏ tàn tròn luôn ha cô chú anh chị. Rồi tổng chiều cao là 1m15, tổng tá ngang là 1m2, hót thăng ở đây là 10. Những cái cây lớn như thế này em phải chặn cái bầu lại để tránh trường hợp nó động bầu và nó bị đứt rễ á. Rễ gì cho cô chú anh chị mình nó si cây đó. Rồi hoành đây 17 luôn ha cô chú anh chị. Rồi mã số 36 550.000 luôn, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục là mã số 37, cũng là vàng lá nhỏ tàn tròn luôn ha. Rồi giả thôi. Rồi được rồi. Rồi tổng chiều cao là 1m15, tổng tán ngang là 1m1, hót thăng tại vị trí là 10 ha. Mấy cây này hoành nó rất là lớn như cô chú anh chị. Rồi hoành ở đây là 15 ha cô chú anh chị, gần 16 không tính 15 luôn. Rồi mã 37 550.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi cây bên em là em bao sóng bao ship cho cô chú anh chị mình trong vòng 30 ngày. Khi nhận cây không có vấn đề thì cô chú anh chị mình cứ alo trực tiếp về bên nhà vườn của em ha cô chú anh chị. Đó. Rồi tiếp tục là mã số 38. Dạ tổng chiều cao là 1m05, tổng tá ngang là 1m1, hót thăng tại vị trí là 12 ha cô chú anh chị. Rồi hoành đây 17 luôn cô chú anh chị ơi. Đó, cây này nó nhỏ mà gà tàn hoành nó rất là lớn ha. Rồi mã 38 500.000 luôn, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi xuống cây luôn đây. Rồi tiếp tục là mã số 39, cũng là đỏ đó. Ủa vàng lá nhỏ tàn tròn luôn ha. Mã số 39 này cũng là mã số cuối cùng ha cô chú anh chị. Dạ tổng chiều cao là 1m1, tổng tán ngang là 1m, chiều cao 1m1, tổng tán ngang là 1m, hót thăng là 13. Rồi hoành đây cũng 13 luôn ha. Rồi mã 39 này cũng 500k luôn, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi để đi. Rồi cuối clip thì em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị thời gian qua đó luôn tin tưởng và ủng hộ bên nhà vườn của em ha. Đó, thì cuối clip xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị. Chúc quý cô chú anh chị mình có một năm mới an khang thịnh vượng ha, sức khỏe dồi dào ha cô chú anh chị. Dạ.